thì Ophelia có tung ra bộ sưu tập mới ngoại hình xinh xắn như là viên kẹo ngọt. Đây cũng là lần đầu tiên Ophelia tung ra sản phẩm má hồng dạng kem có tên gọi là Ophelia Loli Liquid Blush. Má hồng dạng kem sẽ phù hợp với ai và không phù hợp với ai nhỉ? Má hồng kem sẽ hợp với những bạn có làn da khô hơn là những bạn có làn da dầu. Và nó cũng dễ dàng tạo ra hiệu ứng má hồng xoay rượu rất là xinh nữa. Em này có thân hình mẫm mĩm từ bên ngoài cho đến cây cọ apply sản phẩm từ bên trong cũng mập mập lùng lùng. Cây cọ mập nên lấy một cái lượng sản phẩm khá là nhiều, vì vậy bạn hãy chấm thật là ít lên gò má rồi dùng bông mút tán ra cho dễ nha. Màu đầu tiên Almost Love là một cái màu cam san hô hợp với bạn da trắng. Sản phẩm có chứa vitamin A, dầu jojoba, dầu hạt tùng xuân, dầu hạnh nhân ngọt, giúp làm mềm da từ bên trong, dưỡng ẩm cho da. Vì vậy cho nên là má hồng cam vẫn rất là phù hợp nhất với những bạn có da khô nha. Màu thứ hai Rosy hồng phớt sẽ hợp với những bạn có làn da trắng đó. Hiệu ứng khi apply má hồng kem là bạn sẽ có một cái gò má ửng hồng cực kỳ ngây thơ, trong sáng, đáng yêu. Nhưng má hồng kem lại không dễ tán như là má hồng dạng phấn đâu nha. Bạn hãy chấm thật là ít sản phẩm thôi, bởi vì mấy em này á, lên màu cực kỳ tốt luôn. Rất là dễ bị cho quá tay là thành diễn viên cải lương luôn đó. Màu thứ ba Envious hồng đỏ đất. Đây là cái màu đậm nhất trong ba màu, và màu này thì mình đánh giá là hợp với cả bạn da ngăm lẫn bạn da trắng, và màu này nó cũng khá là lạ nữa. Bởi vì là màu đậm cho nên bạn hãy chấm thật là ít và apply thật là nhẹ tay thôi nha. Bộ sưu tập mới của Ophelia có 3 màu má hồng và 5 màu son, nhưng mà mình chỉ mua được có 2 màu son thôi. Son lần này là son tinh bóng, cây nào mà vỏ son á, có màu cam sữa thì bên trong chất son sẽ có nhũ ngọc trai nhẹ nhẹ. Còn cây nào vỏ son có màu hồng thì là son tinh bóng không có nhũ nha. Phần nắp của cây son sẽ trong suốt và trên đầu nắp sẽ có tên của màu son ha. Nói về ưu điểm của Ophelia Loli Clothing thì mình cho rằng đây là một cái cây son phù hợp để mang khẩu trang, bởi vì siêu bền màu và siêu lâu trôi nhờ có lớp tint màu ở bên dưới, và tất nhiên là bạn phải dùng tẩy trang chuyên dụng thì mới có thể làm sạch được. Ở đây thì mình có màu The Heat là một cái màu nâu cam đất, có những ngọc trai rất là nhỏ và rất là mịn, bắt sáng lấp lánh cho đôi môi. Em này có cái mùi hương trà đào rất là dễ thương, chất son bóng nhưng mà không gây bết dính. Lớp bóng trong suốt này nó còn tạo hiệu ứng cho đôi môi ngậm nước, cực kỳ là quyến rũ rồi đó. Màu thứ hai Lachiti là màu cam đỏ có tông cam nhiều hơn tông đỏ, sẽ hợp với những bạn da ngăm. Son có chiết xuất từ dầu xoài, mơ, ô liu và hạt tầm xuân sẽ giữ cho môi bạn được mềm mịn và bóng bẩy. Cây son này được sản xuất tại Hàn Quốc. Đầu cọ của son được cắt chéo và có hình giọt nước lại khá cứng cáp, cho nên là mình rất là ưng ý về đầu cọ khi mà apply son môi và viền môi ha. Mình sẽ give away một má hồng dạng kem và một cây son Ophelia màu ngẫu nhiên cho hai bạn nè. Chỉ cần là bước 1, hãy subscribe kênh, like video và comment ở bên dưới là bạn chọn son hay là má hồng. Bước thứ hai là bạn hãy ghé sang fanpage Như Ngọc Makeup để comment cho mình biết là bạn chọn son hay má hồng nhé. Link dẫn đến fanpage cũng như là khi nào mình công bố kết quả mình sẽ đăng ở bên dưới phần mô tả của video ha. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy subscribe kênh ủng hộ mình và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye! Đây là Lollipop son tinh bóng. Quay cho cô hả? Đẹp đấy. Còn một màu má hồng cuối cùng là màu rosy.
Trời ơi, trà còn đẹp trai, tụi này